Chào mừng các bạn đã đến với tin tức mới. Hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Mới đây, Thủy Tiên công khai số tiền từ thiện cho dự án từ thiện mang nước ngọt về vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, cô cũng kể lại những câu chuyện xoay quanh việc đi khảo sát các địa phương bị hạn mặn. Sau đây mời các bạn đến với nội dung chi tiết. Trong số dàn nghệ sĩ đứng ra bỏ tiền túi và lập quỹ kêu gọi khán giả chung tay giúp đỡ người dân miền Tây vượt qua hạn hán, ngập mặn, những ngày qua không thể không nhắc đến Thủy Tiên. Ngoài số tiền 50 triệu chi nóng, nữ ca sĩ đã kêu gọi được gần 9,5 tỷ đồng chỉ sau 3 ngày, và đây là khoản tiền giúp đỡ 12 tỉnh có máy lọc nước ngọt trong thời gian tới. Đáng nói, không chỉ kêu gọi quyên góp cho bà con miền Tây, Thủy Tiên còn đích thân tới các tỉnh để khảo sát và xin phép chính quyền được lắp máy lọc nước, giúp đỡ phần nào cuộc sống sinh hoạt cho người dân. Thủy Tiên vừa mới cập nhật tình hình quỹ từ thiện và chia sẻ thêm, dư tiền sẽ giúp bà con nông dân nghèo ruộng lúa mất trắng mùa này. Chứ không phải ai xin cũng cho phải đúng nơi, dù mình sẽ phải còn đi rất cực. Ngày 15 tháng 4, nữ ca sĩ có cập nhật về việc tiền từ thiện đã được 8 tỷ đồng. Song song đó, cô chia sẻ một đoạn clip về hành trình cùng các nhân viên kỹ thuật xuống địa phương để xem xét tình hình về việc lắp đặt máy lọc nước ngọt. Thủy Tiên cùng các nhân viên kỹ thuật khảo sát mức độ nhiễm mặn cụ thể và kết hợp với chính quyền địa phương tìm địa điểm hợp lý để người dân có thể lấy nước thuận tiện nhất. Bà xã Công Vinh cho biết, cụ thể cô sẽ lắp 5 máy lọc nước biển công suất lớn cho 20.000 đến 30.000 dân ở điểm khảo sát đầu tiên. Trong đoạn clip cô đăng tải, những người nông dân tại địa phương chia sẻ những khó khăn trong việc thiếu nước và bày tỏ việc vui mừng khi có nước ngọt dùng và cảm ơn cô. Chưa dừng lại ở đó, ngày 17 tháng 3, bà xã Công Vinh tiếp tục cập nhật số tiền từ thiện đã lên tới 9,5 tỷ đồng. Đồng thời, chồng cô vì thương vợ vất vả cũng đã đi cùng chuyến khảo sát Tiền Giang. Thủy Tiên có chia sẻ những vất vả vì thời tiết khắc nghiệt, nắng cháy sạm da, vết sẹo mới mổ còn chưa lành và đi cả ngày đến 20 giờ đêm mới hoàn thành công việc. Song song với đó, cô cũng chia sẻ những câu chuyện trong hành trình từ thiện của mình, kèm những hình ảnh thực tế. Câu chuyện về một người nông dân phải dùng gối bột phèn sông Cửu Long để gạn lấy nước hôm sau nấu ăn mà chấp nhận những nguy hiểm tiềm ẩn trong đó. Hay câu chuyện ấm lòng về người bà ngoại cao tuổi và người dân chờ đoàn từ thiện tới tối để cảm ơn và tặng món quà giản dị là trái mít chín cây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúng mình là tin tức mới và đừng quên like, share và subscribe để cập nhật những tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.